Hello xin chào mọi người, quay trở lại với tài tần số. Chúng ta tiếp tục với hôm qua. Hóa trưởng mình giết được hai con mà mình chết 10 mạng cả. God damn it. Không sao cả, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giết hai con nữa đúng không? Chuyện quá bình thường con game. Fuck. Cái game này nó làm sao để bắn nhau quên béo AC, ok. Chết đi này, ok, hôm nay chúng ta sẽ đánh con này. Xem nào. Nào, chúng ta đánh con này, hôm nay chúng ta sẽ đánh con này và con ở trên này đây. Này trông cái icon này có vẻ là thể hiện là mình đánh con gì đúng không? Con này sẽ là cái con trông có vẻ có bốn chi, con này là đánh trông như kiểu não nhỉ? Trông như kiểu cái não ấy, ok không sao. Kia là cái tim này, bên kia là cái mắt này, thế cái này cái não à? Thế là đánh theo chi à? Đánh nhau mấy cái bộ phận cơ thể người à? Oh shit, nó cái não thật này, oh holy fucking shit. The shit. Oh shit, mình tưởng mình chết rồi. Á à. Tựa. Anh ơi. À, tao hiểu. Fuck, khó thế. Ok, ok, hơi khó đấy bạn. Ok, có cách nào để có cách nào để mày vào đây mà lúc lâu nữa không? Lúc rất là lâu chẳng hạn. Fuck. Mày này. Ha ha. Ha ha. Ok, mình cứ tưởng mình hà há mình giết được nó rồi nhưng mà hơi chậm. Cái này hơi chậm tay. Thực ra con đấy đáng lẽ đấy giết nó không mất thời gian vậy đâu. Nên đáng lẽ con đấy mình phải giết được nó rồi cơ. Nhưng không sao cả. Đấy là bài học mỗi con người ta cần một bài học trong cuộc đời thì người ta mới tiến bộ được đúng không? Tiến sư cụ vậy. Tụi anh ơi, nhẹ nhàng thôi, gì mà cục xúc thế. Ok, bài học thứ hai, đừng có đứng im lấy tên lúc mà nó đang di chuyển. Má. Cái gì vừa vào cái ô gì mình leo được đấy à? Oh shit, mình leo được cái này này, mới này. What? What the shit? Oh. The fuck? Mình leo được vào cái chỗ này này. Oh shit. Hỏi chấm, cái đấy không biết để làm gì sau này không nhưng mà ok gen. À. Ok nào. Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Não lợn đông lạnh thì con mẹ sao nó khỏe vậy? What? Đuịt. Hả? Đó đấy, vừa đây đã đánh có vẻ thấy gọi là tự tin lắm rồi nhỉ? Sao tệ vậy? Ok, chạy. Ok, đến đây ạ. Ok. Ra đây ạ. Ré, ra đây. Đúng rồi. Trơn đấy, đúng rồi. Fuck my... khó mày. Sao mà lấy cái dễ mày? Tí nữa mình... Vừa đấy, một tí tẹo tẹo đó là mình có first try rồi mà. Sao mấy quả sau mày khó khăn vậy? Tiêu à? Tiêu cực mạnh à? Nghiêng. Có vẻ hơi nghiêng quá thì phải. Anh ơi đừng đẩy chạy nữa. Anh ở cái đầu phô mình có thể nhặt được cái tên được không? Ôi lăn ghê vậy bạn. Lăn đáng sợ đấy, đáng sợ. Hey, đừng làm như vậy được không? Ôi shit, càng ngày càng nhanh như vậy. Oh shit, càng ngày càng nhanh. Ha. Oh fuck. Ra đây. Ây, ok, có vẻ là không đơn giản như mình nghĩ vậy. Lắm rồi, khó quá. Đúng rồi. Ừ, tại sao lại như vậy? Sao vừa lấy dê vậy mà bây giờ khó vậy? No, ra đây. Rồi, ok. Ha ha, không làm được cái gì cả. Ha ha. Đừng như vậy được không? Ông ơi, ông có thể vào một cái chỗ nào vừa lấy ăn may à? Fuck. Đúng rồi. Ok. Về đây. Tại sao lại trượt được cái quả đấy nhiều thế? Quá gần rồi. Chết tay. What? Anh ơi,
Rồi không, 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 không. What the fuck? Ok, 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 ok. What? Con lợn này, con lợn này, con lợn này, con lợn này, con lợn này. Mày ơi. Oh. Ha. Get fuck. Get fuck kiddo. Đồ con chó. Mày nhảy tao luôn đi. Mày nhảy tao đi. Mày nhảy tao đi. Không thấy chưa? Game dễ mà. Đã qua mất hơi nhiều thời gian để thực sự có thể chiến đấu với nó không nhỉ? Hơi khó một tẹo. Ok. Má. Quả đầu thế, thế mà quả chính ra để mà nói quả đầu tí là mình ăn được nó ngay phát đầu tiên chứ. Giỏi vô lời chứ. Nhá. Yeah. Nào, quấy lên nào. Nào con tiếp theo. Ơ. Oh. Ôi không. Thế này nghĩa là sao vậy? Thế này có nghĩa là mình phải đánh cái con này hả? Oh, thật à? Phải đánh nó luôn à? What the fuck? Mình cứ tưởng con này có lâu chứ. Ok. Uff. Uff. Nhẹ nhàng thôi, tình cảm tí được không? Má, mình cứ nghĩ cái tay ấy hóa ra nó kéo lê trên mặt đất ạ. À. Chứ mình cứ nghĩ là nó đang bay lên về cái phía đó. Mình nghĩ mình có thể lăn qua cái tay được nhưng mà không. Không, đập mặt vào đấy rồi đấm vào trận. Hey. Sao lại chịu nào rồi mày che tay mày che ngực mày đúng không mày che ngực mày đúng không nó ti nhau tay che mình ạ à. Ôi khó thế bạn ô ta không sao cả vậy là mình phải làm thế nào đấy mà kiểu khi ngay khi cái tay thứ hai nhấc ra để đánh mình phải bắn thẳng vào tim nó. Mình phải lùa thế nào vậy mình chỉ có thể loanh quanh ở khu vực giữa thôi. Ok. Khó đấy. Nhưng không phải không thể. Phải liều hơi nhiều quả để có thể làm được trò đấy. Nhưng không sao cả. Anh ơi nhầm ạ. Nhầm ạ về đây em ơi. Tên của anh đâu rồi? À. Cái tên. Mình cứ tưởng con đấy còn trùm cuối. À, chúng ta gặp trùm cuối hơi sớm thì mày. Mình có cảm giác mình gặp trùm cuối hơi sớm. Mình thật sự phải đánh con này luôn à? Fuck, bắn nó tay vậy, không bắn nó. Ờ ok, đi. Không được. Không được. À! Quả đấy một tí nữa là giết nó rồi, quả đấy một tí tèo là giết nó rồi. Có đấy mình thả mình bắn phát tên cho mình lăn là có đấy là ăn rồi ăn chặt đấy ăn mạnh rồi đấy ăn là dễ rồi đấy. Ok vậy mình cần phải kiểm tra xem là sau mấy lần đấm thì nó thả cái tay giữa ngực nó ra che ngực cả con lợn gào gì đấm đi tao bay đấm nhau 1 2 what random à anh ơi fuck nó kéo ngược lại. Fuck. Con này khó hơn mình nghĩ. Nó thả tay ra mấy lần đấy nhưng mà mình kiểu không kịp có lần nào để mình bắn được nó cả. Rồi. Lên đi con lợn. Tao sẵn sàng cho challenge này. Oh fuck my life. Anh ơi, đừng đánh em nha. À. Tại sao? Úi da! Fuck. Mình không nghĩ là nó bắn mình. À nó đưa tay nó nhanh thế. Má nó đưa tay nó nhanh quá. Mình không kịp làm gì cả. Ê, bắn phát thế còn trượt. Ê, chết mày đi này. Ơ kìa hỏi chấm vậy. Robot. Ok, robot, đánh tao đi. Á, à, đánh tao đi. Ok. Đây. Đây. Ây. Ơi.
Cái gì cơ? À chết rồi à? Vớ vẩn. Phát trên luôn nữa. Cái tâm thiện xạ trăm phát trăm trúng. Trăm phát một phát trúng. Là trên này là chuyện bình thường. Ok. Ok chưa? Đi chưa? Đi rồi đúng không? Kinh đấy. Chưa đủ kinh. Thằng tiếp theo ra đây. Hôm nay á, tao on the road rồi đó. Hai con đã xong rồi. Những con tiếp theo bước ra đây. Ô vãi trời, mình đánh trùng cuối rồi. Đây là trùng cuối này. Ô what the shit. Thế ta xong rồi à? Bạn ơi, từ từ bạn ơi. Tôi chưa muốn đánh bạn ơi. Tôi chưa muốn đánh á. Cái gì rung 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 vậy? Rung 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 kinh vậy. Ô nó mở cửa. Oh shit. Cái gì đấy? Ô điện thờ à? Kinh vậy. Điện thờ to vậy. Công nhận trò này vẽ đẹp. Trò này mình thích cái pixel cell art của cái trò này. Trông rất là đẹp. Và chùm của đoàn anh cũng hơi đáng sợ. À ghê. Đây là đâu đây? Mình đang được lên thiên đường ư? Game đây đã kết thúc rồi ư? Có khi nào mình đã phá đảo rồi không? Ồ không, đây là một sân khác với một đồng boss nữa. Thật tuyệt vời. Đời mình cảm thấy tuyệt vời luôn ạ. Cái gì này, sao rộng vậy? Cái gì đây? Dẫn đi đâu đây? What the fuck? Thế? Oh, mình bơi xuống nước đây. Đây là cái điện thờ nước à? Điện thôi xong rồi. Có kiểu này là còn đánh theo team thế này là thôi xong thôi rồi. Đây chuẩn bị đánh quái vật nước đúng không? Ôi giời, cái hang to thế kia. Cái hang to thế kia là không dành cho con người rồi. Tôi không thấy thích điều này một tí nào cả. Ôi không. Ôi không. Oh no. Ôi không. Đây là đâu? Tôi không muốn đi nữa đâu. Căng nó không phải là không phải là nước đâu, nó là tuyết bạn ạ. Tuyết những người bạn của tôi ạ. Đây là quái vật chúng ta chuẩn bị đánh. Ôi giời ơi, cái gì đấy sao đẹp vậy? Chỗ đẹp như này là tôi thấy hơi no lắng rồi đấy. Ok. Ui. Đẹp ơi. Ui. Đền thờ thần tuyết à? Từ từ đã, mỗi cái như này là có khoảng 4 con chùm ở đây. Thế đừng bảo đây là cái chỗ này có 4 con chùm như mỗi khu vực này nhá. Đây là thao. Cái này là cái chi ạ. Ô mình có thể neo lên đây này chi hay chưa? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, tôi phải đánh nhau với 5 con chùm rồi. 5, 6 con chùm gì đấy rồi một khu vực rồi. Ôi dồi ôi. Hello. Chào anh ạ. Đây là anh người tuyết rồi. Anh ăn cá đúng không? Thế anh không ăn em đâu đúng không? Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh có làm gì không ấy? Ồ không, ồ không. What the shit? Không có cơ hội gì cả luôn. What the fuck? Ui giời ơi, con lợn này. Con cây lại nhanh quá. Hay. Không sao cả. Nếu bạn tệ ra một cái gì gì đấy thì bạn chỉ cần làm nhiều đến lúc bạn thành công nó là được. Không sao cả. Đấy là bài học cuộc sống của Khánh tặng cho bạn. Nếu bạn cảm thấy bạn dở ra một cái gì đấy, cứ làm cho đến khi bạn cảm thấy ổn với nó đã được. Công thấy chưa? Khi dở trong một cái gì đấy, thất bại cũng được. Làm liên tục vào, rồi đến lúc sẽ có lúc ăn được. Lăn nữa đi con lợn. Thủng đít rồi, lăn được không? Sắm bài con người tuyết nu nu. Tưởng cái gì hả? Lòe ai? Lòe tao mày nhầm nha mày. Lòe tao nhầm nha mày. Khỏe ai khỏe, khỏe tao không khỏe đâu. Lăn à. Sời ơi. Mọi người biết gì không? Khi mà mọi người thắng cái gì đấy, cái điều quan trọng của việc thắng
thắng game là được gáy, không cần biết là quá trình làm như nào, thắng được một game là gáy được rồi. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo của Titan Show. Goodbye.